Chị vlog kìa chị. Hả? Vlog không? Vlog hả? Bây giờ mình đang ở Gasworks Park. Bây giờ mình chuẩn bị sẽ lên cái đồi. Yên coi. Ồ quá. Mình sẽ lên cái đồi để mình coi coi cái mấy cái chỗ này từ xa. Rồi bây giờ nó đánh lộn kìa.
Còn bây giờ là mình đang ngắm cái hồ đó, mấy bạn thấy không, có mấy con le le. Cái này cái hồ lộn. Cái gọi là cái gì? Nói chung là xong rồi bây giờ mình sẽ bây giờ ở bên đằng xa có spicy đồ kìa, cameraman quay cái spicy đồ kìa. Đó, rồi bây giờ hôm nay khí hậu rất là mát. Chút nữa mình sẽ đi lên cái đồi xong rồi mình sẽ quay cái gas wash từ xa cho các bạn coi nha. À nó có caramel. Hả? Có caramel. Caramel. Starbucks sponsor me. Rồi. Muốn một câu nữa, muốn một câu. Cái cãi tôi chứ. Rồi bắt đầu rồi đó. Hello, mình nhớ nhà mà mọi người nhớ nhà. Come in. Ủa, rồi sao? Giờ tôi nói hả? Rồi sao mày fail dữ vậy? Khoan, tôi nói cái. Bây giờ chào các bạn, bây giờ ngày là ngày đầu tiên của mình ở Seattle. Bây giờ mình mới đáp chuyến bay lúc 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 7 giờ, ủa 7 giờ tối là vậy? À, lúc 10 giờ sáng. Bây giờ là 10 giờ sáng. Bây giờ mình mới check in. Hồi hôm nay cái này dơ hết được không thấy. Cái gì dơ vậy? Tôi quay mấy gì đáng chứ, tôi đang đứng ở đây mà. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng quanh cái phòng khách sạn của mình nha. Đây là cái toilet, cái phòng restroom. Thì nó chỉ có cái bồn tắm. Chỉ có tắm. Một nhiều cái phòng khách sạn bình thường không có gì đặc biệt các bạn. Rồi bây giờ vô đây. Giờ vô đây là hai cái giường, cái phòng. Quay cái giường, chuyển cái giường mà quay cái phòng. Cái gì? Caramel, caramel. 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 Thì đây là hai cái giường. Xong rồi ở đây cái phòng này có cái tivi. Xong rồi cái cửa sổ. Bây giờ mình nhìn cái view rất là đẹp các bạn. Đó các bạn thấy không? À, cái bàn làm việc của người ta. Zoom vô. Zoom cái bàn làm việc. Đó. Đó, và mình bây giờ mình đi với hai người bạn của mình. Say hi đi các bạn. Quay. Đây là hai người bạn của mình từ Tam Bà. Rồi caramel không quay không? Caramel tự quay caramel đi. Xong thì cái phòng này cũng cũng khá là rộng rãi, phù hợp với nhóm bạn đi chung đồ á. Rồi còn gì nữa mày? Bức tranh. À, đây là bức tranh. Bức tranh là cảnh Seattle. Đây là Space Needle. Ngoài Space Needle còn cái gì tao biết không ta? Không, mà một đống những cái building khác. Mình không biết cái gì hết. Đó, chưa biết. Đi, bây giờ tụi mình chưa đi cái nào hết. Bữa sau, thêm Space Needle là mình sẽ đi ngày thứ hai nha các bạn. Mình sẽ đi chụp hình thôi, mình không có đi vô coi tại vì nó không có tiền. Budget mình thấp lắm, các bạn có thể memo cho mình hoặc là gieo số điện thoại mình là 813-0001 để ủng hộ mình có tiền đi xuyên xích đồ nha các bạn. Rồi bye bye, hẹn gặp các bạn vlog lần sau. Các bạn là ai, bạn là ai? À, nếu các bạn chưa biết, nãy giờ mình chưa giới thiệu tên, làm sao các bạn biết được? Nếu các bạn chưa biết Phương là ai thì Phương xin giới thiệu, Phương tên là Phương. Phương ở Tâm Bà Phôi nha.
Mấy ba chơi các bạn. Bây giờ mình kêu các bạn những gì của đàn này. Bây giờ của mình là tour du lịch Seattle.